Đây mình quay cái trực tiếp cái tiến độ của dự án Avenue Garden thuộc phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ở đây các công việc nén bê tông rồi thì các vật liệu hệ thống công trường thì đang làm thô phần đáy của toàn dự án. Làm nên cốt 00, cắt đầu cọc này, rồi để đổ bê tông lót này, chống mối, đổ bê tông lót hầm, chống thấm sàn, hầm, tức là các công đoạn làm tầng hầm và hạ tầng thì cũng đã hoàn thiện gần như 100% rồi. Thi công các tường này, rồi thì các chống thấm sàn này, rồi đổ bê tông này, tiến độ rất là nhanh. Dự án thì là các khu thấp tầng gồm các căn shophouse và biệt thự với diện tích là 216, 220, 261, 320 đến 410 m2 cho các căn biệt thự. Và các căn shophouse là 143, 146, 153 và 188 m2. Hotline 091 337 4482, bạn gọi để được tư vấn chi tiết thông tin về dự án.